Ngày 1 Phật lịch 2565. Đề tài hôm nay: môn học Pali Pháp Cú. 1. Phẩm song đối. Giá mắt cá quắc giá. Kệ số 3 và 4. Hòa thượng Tuệ Siêu biên soạn và giảng dạy. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con kính thỉnh Thượng Phật Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Thầy Giá. Nhất tâm lệnh lễ Đức Như Lai, bậc kính cúng chánh kiến tri minh hạnh túc thiện thệ thế gian dạy, vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm lệnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là tiền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết là tu trong thiền. Chữ thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chúng con kính tri ân Thượng Phật Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay: môn học Pali Pháp Cú. 1. Phẩm song đối. Giá mắt cá quắc giá. Kệ số 3 và 4. Con xin đọc bài ạ. 1. Phẩm song đối. Giá mắt cá quắc giá. 1. Kệ số 4. Phẩm song đối. Duyên sự. Đức Phật thuyết hai bài kệ 3 và 4 này khi này Ngài trú tại Chetawana Sawatthi. Nhân chuyện tỳ kheo Tí Xá hiềm khích các tỳ kheo khách tăng, truyền rằng tỳ kheo Tí Xá xuất gia lúc tuổi già, có tánh kiêu ngạo vì ỷ mình xuất thân từ hoàng tộc và có họ hàng với Đức Phật. Tùy kheo Tí Xá thường ngồi chễnh chệ giữa phòng khách, làm ra vẻ trưởng lão. Những vị tỳ kheo khách tăng ở xa đến không biết, tưởng là bậc cao tăng nên đảnh lễ và làm phận sự hầu hạ xoa bóp. Tỳ kheo vẫn điềm nhiên ngồi yên nhận lễ. Một hôm có vị khách tăng đến cũng thủ lễ như vậy. Lúc hầu hạ xoa bóp, vị khách tăng mới hỏi tỳ kheo Tí Xá được bao nhiêu hạ lạp. Tỳ kheo Tí Xá đáp rằng mới xuất gia không được bao lâu, chưa có hạ lạp. Bây giờ vị khách tăng mới nặng lời khiển trách, mắng nhiếc thậm tệ. Tỳ kheo Tí Xá tức giận vì nghĩ là mình bị xúc phạm nên mắng chửi lại, rồi đi đến than khóc với Đức Thế Tôn. Đức Phật biết rõ mọi chuyện, khuyên dạy tỳ kheo Tí Xá hãy sám hối với chư tăng, nhưng tỳ kheo Tí Xá cứng đầu không chịu nghe lời. Đức Phật bèn thuyết: tiền thân Tí Xá kiếp là đạo sĩ Devila cũng từng ương ngạnh cứng đầu như thế rồi. Nhắc tích quá khứ xong, Đức Phật thuyết pháp giới hai bài kệ Akotchimang, Awatimang, dần dần. Từ đó, tỳ kheo Tí Xá bỏ tấn ngạo mạn, chánh văn. Akotchimang, Awatimang, Akinimang, Aha, Sime, Ye Chát Tăng, Upani, Hành Tỷ, Quê Răng, Tê Sang, Nasam, Má Tỷ. Thamapara, Ba, Akotchimang, Awatimang, Akinimang, Aha, Sime, Dê Chát Tăng, Nu, Bá Nây, Hành Tỷ,
Quê răng tê su bát xâm má tí thăm má ba đá 4. Thích văn. Ấp có chí thì quá khứ ngôi thứ ba suốt của động từ ấp có xá tí a cộng cút cộng á. Nó đã mắng nhiếc, đã chửi rủa, măng. Đối cách số ít của nhân xưng đại từ âm há tôi, tao, ta. Áo quách thí thì quá khứ ngôi thứ ba số ít của động từ quách thá tí quách cộng á. Nó đã đánh đập, nó đã xúc phạm. Lý thì quá khứ ngôi thứ ba số ít của động từ chí na tự chí cộng na. Nó đã chiến thắng, nó đã chinh phục. Á hai xí thì quá khứ ngôi thứ ba số ít của động từ há ra tí há cộng á. Nó đã mang đi, nó đã lấy đi, nó đã cướp đi. Mê sở thuộc cách số ít của nhân xưng đại từ âm há của tôi, của tao, của ta. Dê chủ cách số nhiều của liên quan đại từ giá, hình thức nam tính, những ai, những người nào. Giá bất biến từ, liên từ. Già giới trong bài kệ tiếng Chá dùng như một đệm từ thôi. Tăng đối cách số ít của chỉ thị đại từ tá, hình thức nam tính, điều ấy, việc ấy, niềm ấy. Upmanay hành tí động từ hiện tại ngôi thứ ba số nhiều. Upmanay hành tí Upmanay hát tí Upa cộng ná cộng giá. Cố chấp giữ lấy, ôm ấp. Quê răng chủ cách số ít của danh từ trung tính quê ra, sự quan trái, sự thù hận, niềm hận. Tê xăng sở thuộc cách số nhiều của chỉ thị đại từ tá, của chúng, của họ, của những người ấy. Ná phủ định từ không, chẳng được. Xăm má tí động từ hiện tại ngôi thứ ba số ít. Má tí xăm cộng á, lắng yên, dịu xuống, nguôi ngoai. Nu bánh nay hành tí hợp ná. Út bánh nay hành tí không chấp giữ, không ôm ấp, không cố chấp. Tê su phá xăm má tí hợp âm tê su. Út phá xăm má tí tê su định sở cách số nhiều của chị thị đại từ tá. Nơi trong họ, nơi họ, trong họ, trong những người ấy. Upasam Mati động từ hiện tại ngôi thứ ba số ít. Upasam Mati Upa cộng sam cộng á bằng sam Mati lắng dịu, lắng yên, nguôi ngoai. Diệt văn nó mắng ta, đánh ta, thắng ta, cướp của ta. Ai ôm niềm hận ấy, hận tù, chúng không yên, pháp cú ba. Nó mắng ta, đánh ta, thắng ta, cướp của ta. Ai không ôm niềm ấy, hận thù, chúng lắng yên, pháp cú bốn. Chuyển văn, dê măng, ắc có chi tiếng măng, á quá thi tì măng, á chi ni tí mê, á hà si tí tăng. Upanay hành tí tê sang quê răng nát xăm má tí. Những ai ấp ủ nỗi niềm, nó đã chửi ta, nó đã đánh ta, nó đã thắng ta, nó đã lấy đi của ta, thì niềm hận thù của họ không thể lắng yên được. Dê măng ác có chi tí măng, á quá thi tí măng, á chi ni tí mê, á ha si tiết tăng. Ná út bá nay hành tí tê xú bê răng út bá xăm mát tí. Những ai ấp ủ nỗi niềm, nó chửi ta, nó đánh ta, nó thắng ta, nó lấy đi của ta, thì trong tâm họ lắng yên, hận thù. Lý giải: trong cuộc sống xảy ra những xung đột thù hận đều bắt nguồn từ những tư tưởng cố chấp.
tiêu cực xé to, vân vân. Khi ai đó nghĩ rằng mình bị xúc phạm, bị thiệt thòi, bị hiếp đáp, vân vân, tất nhiên họ không thể khâm nhẫn, không thể chịu đựng. Rồi thì tâm sân khởi lên, phản kháng kẻ đã xúc phạm họ. Những tư tưởng cố chấp đó như đổ dầu vào lửa vậy. Ngược lại, những ai không nghĩ rằng ta bị xúc phạm, thì họ dập tắt được tư tưởng hận thù, bỏ ý nghĩ phản kháng, thì sự thù hận không dấy lên như lửa, tự nhiên tắt khi không có gì để đổ cháy. Những người cố chấp, dễ nổi nóng, nuôi dưỡng hận thù, đó là những người tâm hồn yếu đuối, vì họ không kiềm chế được bản thân. Còn những người không cố chấp, điềm nhiên trước nghịch cảnh, không ôm ấp hận thù, những người như vậy mới thật sự là người có tinh thần mạnh mẽ, bởi họ tự chủ được bản thân. Biên soạn giáo trình tùy theo tuệ siêu. Dạ, con đã đọc bài xong. Sau đây con xin thay mặt đạo tràng kính thỉnh thượng tọa hòa thượng tuệ siêu giảng dạy bài học hôm nay. Kính thỉnh thượng tọa. Nam mô Bổn Thầy Giờ. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ tăng chúng. Kính chào Hòa Thượng Giác Đẳng cùng chư Tụng Đức có mặt trong rừng. Kính thưa quý Thủ trưởng, quý Phật tử. Trước khi giảng giải câu kệ pháp cú ngày hôm nay thì các vị chú ý một điều là do ở trong cái bản đánh máy đó, chúng ta thiếu một từ, cái phần chuyển văn đó, cái phần chuyển văn cái phần chuyển văn khi mà dịch ra tiếng Việt cái câu đầu những ai ấp ủ nỗi niềm vân vân thì niềm hận thù của họ không lắng yên được. Nhưng mà câu thứ tư chuyển văn xưa câu thứ tư thì nát Upanay hành tí. Ở dưới này chúng ta thêm chữ không, tức là những ai không ấp ủ nỗi niềm. Ở trong cái bản viết tay của chúng tôi thì nó đúng, nhưng mà ở đây thiếu cái chữ không. Những ai không ấp ủ nỗi niềm, nó chửi ta, nó đánh ta, nó mắng ta, nó lấy đi của ta, thì trong tâm họ lắng yên hận thù. Chúng ta nghĩ cái chữ đó không. Sư Tự Tri lấy dùm, sửa dùm cái chữ, thêm dùm cái chữ không. Bây giờ nguyên cái câu này đó, vì bằng akotiti mang avatiti mang achiniti mê ha si si tí tăng na upanay hành tí tê sang tê su quê răng của mặt tí. Cái có đó có nghĩa là những ai không ấp ủ nỗi niềm, không cái này có chữ không, chỉ có chữ na ở đó đó. Dạ, cảm ơn cô Thanh Thủy.
Hôm nay chúng ta học hai bài kệ bởi vì cùng một duyên sự. Và ở trong cái bài kệ này cũng không có khó hiểu đối với chúng ta. Ở đây là Đức Phật này dạy cho chúng ta cái cách để chúng ta hóa giải hận thù. Câu chuyện được diễn ra ở tại Đức Phật Càn Thuyết, cái bài kệ này ở tại thành Savatthi, chùa Chetavana, tức là chùa Kỳ Viên, ở trong kinh điển như chúng ta đã biết là ở Savatthi tại chùa Chetavana, chùa Kỳ Viên, do ông trưởng giả Thất Cô Độc mua lại cái mảnh đất, cái khu rừng của Thái tử Chê Tát, cho nên gọi là Chê Tát Quán Nát. Quán Nát là khu rừng. Ở chỗ này Đức Phật đã nhập hạ trong 45 năm Phật pháp, không phải là 19 năm liên tục, mà là có khi ở chỗ này, khi ở chỗ khác. Nhưng mà ở mấy chỗ khác thì Đức Phật này chỉ ghé qua một lần, hai lần hoặc ba lần ở trong suốt cuộc đời của Ngài. Nhưng mà riêng về chỗ Chê Tâu Ná thì Đức Phật càng ghé tới 19 lần. 19 năm, 19 là an cư ghế hạ đó. Thì ở đây đó, những cái bài kinh và những cái câu kệ pháp cú, những câu chuyện xảy ra được và cần thiết ở đây rất là nhiều. Nhân cái câu chuyện của Tỳ Kheo Thích Sáng, Tỳ Kheo này xuất thân từ hoàng tộc Thích Ca, cũng có họ hàng với Đức Phật. Vì Tỳ Kheo này xuất gia lúc tuổi già, và do cái tính ngạo mạn về dục tập, cho nên Tỳ Kheo Thích Sáng luôn luôn tỏ ra như mình như là một vị trưởng lão trong tăng chúng, và thường Đức Y Trang Nghiêm ngồi ở trong phòng khách, nơi mà các vị khách tăng ở xa đến, các vị thường hay đi vào phòng khách để chờ đợi được đi vào ý kiến Đức Phật. Thì Tỳ Kheo Thích Sáng gặp các vị khách tăng, không cần biết là vị khách tăng đó bao nhiêu hạ, cao hạ hơn mình, không cần biết, cứ là ngồi đó im lặng. Thì các vị khách tăng khi mà đi vào ở trong Chitavana, đến tại phòng khách
thấy có một vị tỳ kheo cũng đứng tuổi, đang ngồi đó đứng y ngay ngắn, thì họ cứ ngỡ đây là một vị cao tăng ở trong chùa, cho nên họ đến, họ đảnh lễ. Và vì ở trong luật đó, Đức Phật Ngài dạy các vị tỳ kheo nhỏ hạ thì có phần sự xoa bóp vị trưởng lão để bày tỏ cái sự quan tâm, sự cung kính. Nhưng như vậy, nhưng mà vị tỳ kheo Tế Xá vẫn ngồi im lặng để nhận lễ lại của các vị tỳ kheo khách tăng. Và để cho các vị tỳ kheo đó hầu hạ xoa bớt, thế rồi có một lần một vị tỳ kheo khách tăng đi đến, sau khi đảnh lễ xong cũng làm cái phận sự xoa bớt như là xoa bớt cho vị lão. Đến khi hỏi ra thì mới biết được tỳ kheo Tế Xá là vị tiên tỳ kheo mới xuất gia không bao lâu và chưa có hạ lạp nào. Thì vị khách tăng đó là một vị tỳ kheo nhiều hạ hơn, cho nên vị này cũng tức giận và nặng lời khiển trách tỳ kheo Tế Xá xuất gia rồi mà không học luật, lại kiêu mạn. Lẽ ra ở trong luật đó, thì cái phận sự, cái quá tá của vị tỳ kheo trụ xứ, khi mình ở chùa có các vị đến thì mình phải đem cái tư cách ra để đối đãi. Và trước tiên là mình phải hỏi vị đó, vị khách tăng đó, mình phải hỏi vị đó ngài ở đâu đến, ngài năm nay được bao nhiêu hạ, phải hỏi hạ lạp. Nếu vị khách tăng trả lời rằng tôi được bao nhiêu hạ, được bao nhiêu hạ đó, thì mình phải biết là vị này lớn hạ hơn mình, thì mình sẽ thỉnh vị đó ngồi trên ghế, rồi mình đảnh lễ, xong rồi mình đem nước đến dâng cho vị đó uống giải khát. Và nếu như sau khi hỏi vị khách tăng mà vị khách tăng trả lời xong thấy rằng vị này nhỏ hạ hơn mình, thì mình trở lại ngồi ở trên ghế, không có đảnh lễ, nhưng mà mình cũng chỉ cho nước để uống. Rồi vị khách tăng đó biết đây là vị tỳ kheo lớn hạ hơn mình, vị khách tăng đó sẽ đến lễ. Cái nguyên tắc nó phải là như vậy. Cái gọi là Avasika quá tắc, mình phải biết cái phận sự đó, phận sự của cái người ở trụ xứ. Còn về phận Akantuka quá tá, tức là một phận sự của vị khách tăng đó, thì Đức Phật Ngài dạy trong 14 cái phận sự đó thì vị khách tăng cũng phải học luật lệ và biết rõ khi mình đến chùa người ta mình phải có cái cung cách như thế nào, vân vân. Và khi mà các vị tỳ kheo đối đãi với nhau như vậy đó thì nó mới được êm thấm, được tốt đẹp. Còn đằng này thì tỳ kheo Tế Xá cứ ngồi im lặng chiếm trệ đó để cho các vị khách tăng đến đảnh lễ, dầu cho khách tăng đó lớn hạ hơn, nhưng mà tỳ kheo Tế Xá cũng không cần biết.
Chính vì chỗ đó mới xảy ra cái chuyện là bị một vị khách tăng khiển trách. Và khi bị khiển trách vậy đó, thì kheo Thích Xá nổi nóng, nghĩ rằng mình bị xúc phạm, nghĩ rằng vị này chửi ta, vị này đánh ta, vị này thắng ta vân vân. Thì ở đây do cái tâm suy nghĩ và bị ôm ấp như vậy mới cảm thấy sân giận, bực bội và lên tiếng phản kháng, mắng chửi lại vì tỳ kheo Khách Tăng đó. Đã vậy mà tỳ kheo Tế Xá còn đi đến Đức Phật khóc lóc với Ngài và mét với Ngài rằng vị tỳ mấy các vị tỳ kheo Khách Tăng hiếp, ăn hiếp con, đã mắng chửi con vô tận. Thì lúc bây giờ thưa quý vị, Đức Phật là vị sáng suốt, lại tỏ rõ mỗi cái sự tình, cho nên sau khi Ngài hỏi thăm ra cái câu chuyện đầu đuôi gốc gọn, Ngài mới bảo thì Kheo Thích Xá, ông có lỗi rồi, hãy đi sám hối các vị tỳ kheo đi, các tỳ kheo khách đó. Nhưng mà tỳ kheo Thích Xá cứng đầu không chịu nghe. Không phải chịu sám hối các vị khách tăng. Đức Phật mới kể lại cho chư tỳ kheo nghe về cái tiền thân của vị đó. Không phải chỉ nay này cái tỳ kheo. Tỳ kheo Thích Xá cứng đầu, ương ngạnh, không chịu sám hối lỗi lầm khi mà vị đó có lỗi. Mà thời xưa trong kiếp quá khứ cũng đã từng cứng đầu khó giải như vậy. Rồi Đức Phật nhắc cái câu chuyện của đạo sĩ Rigvilat và cái câu chuyện này ở trong chú giải Pháp Cú có ghi cũng dài thưa quý vị, nhưng mà chúng tôi chỉ nói sơ qua như thế này. Tiền thân của Đức Phật cũng là một vị đạo sĩ. Còn tiền thân của Tỳ Kheo Thích Xá cũng là một vị đạo sĩ đi với lá. Đi với lá, đạo sĩ đi với lá đi đến ở trước ở trong cái ngôi nhà của người thợ gốm. Còn vị đạo sĩ kia, tiền thân đạo sĩ Bồ Tát, thì Ngài đi đến sau. Thì người chủ lò gốm mới nói rằng đã có một vị đạo sĩ đứng phiên bộ, nếu mà hai Ngài điều định với nhau và thỏa thuận với nhau có thể ngủ chung được ở trong một nơi thì cứ dịch kỹ được, bởi vì cái lò gốm thì được dọn dẹp sạch sẽ, nó cũng trống. Thì đạo sĩ đi với lá nửa đêm không nằm ở chỗ nằm của mình, cảm thấy nực nổi cho nên ra nằm ở chỗ cửa ra vào. Thì vị đạo sĩ Bồ Tát, Ngài rất có ý tứ, ban đêm trước khi ngủ, Ngài quan sát coi cửa nẻo ở đâu động khuya có đi ra bên ngoài thì đi. Nhưng không ngờ vị đạo sĩ này lại nằm đó, cho nên vì không có đèn đuốc, đạo sĩ Bồ Tát bước ra người dẫm đạp để búi tóc của vị đạo sĩ Đi Vi Lá. Đạo sĩ Đi Vi Lá tức giận
hơi muốn giết vị đạo sĩ Bồ Tát. Đạo sĩ Bồ Tát ngài mới xin lỗi vì ngài không có biết được là đạo hữu nằm ở đây, đến khi trở vào thì Đức Bồ Tát ngài suy nghĩ rằng hồi nãy mà đi hướng này thì đạp nhầm cái đầu, cái búi tóc của đạo sĩ Đi Quý Lá, thôi giờ mình đi ở dưới chân. Nhưng mà không ngờ vị đạo sĩ Đi Quý Lá xoay đầu lại nghĩ rằng hồi nãy mình nằm ở đây, y đã đạp trên đầu của mình, bây giờ mình phải quay đầu trở lại. Nhưng mà không ngờ quay đầu trở lại cũng bị đạp trên đầu. Quá tức giận, đạo sĩ này ông mới, đạo sĩ Đi Quý Lá mới nguyền rủa. Ông nguyền rủa là cho đạo sĩ kia đầu đứt bảy mảnh. Thì đạo sĩ Bồ Tát ngài có thần thông, ngài biết được là cái lời nguyền này nó sẽ trở lại cho đạo sĩ Đi Quý Lá. Sáng ngày hôm sau, ngài dùng thần thông cho mặt trời không mọc, dân chúng ngủ một đêm sáng thức dậy không thấy mặt trời mọc, lấy làm lạ mới vào triều báo cho vua. Thì đức vua mới nghĩ rằng cái này là do các vị đạo sĩ có thần thông có cái sự gây gỗ gì với nhau đây, liền hỏi các quan đại thần và dân chúng. Thì dân chúng mới nói rằng ở tại nhà của người thợ gốm có hai vị đạo sĩ trốn ngủ, đức vua thân hành đi đến đó. Khi mà hỏi thăm ra thì đạo sĩ Bồ Tát ngài mới nói với vua đó là do ngài làm, bởi vì có cái lòng thương xót đạo sĩ Đi Quý Lá, không muốn mặt trời mọc cũng đầu ông ta nứt bảy mảnh, cho nên phải che lại. Bởi vì ông ta có cái lỗi lầm như vậy mà tôi thì ta thì vô can, không có lỗi lầm gì mà ông nguyền rủa như thế. Thì đức vua mới bảo đạo sĩ Đi Quý Lá hãy sám hối đi. Nhưng mà đạo sĩ Đi Quý Lá cứng đầu cứng cổ không có chịu sám hối. Sau cùng thì đúng tất cả mới bày ra một kế là đem cái nồi đất trùm trên đầu của đạo sĩ Đi Quý Lá cho vị đó lặn xuống nước, lặn xuống cái hồ, rồi ngài sẽ làm cho mặt trời mọc lên. Và khi đó có người đè vị đạo sĩ kia lặn xuống kéo đi chỗ khác, thì lúc bây giờ khi mặt trời mọc thì cái nồi đó bị nứt ra, cái nồi đất nó bị nứt ra. Cái đó gọi là quá giải cái lời nguyền của đạo sĩ Đi Quý Lá. Đức Phật ngài kể xong cái câu chuyện quá khứ, ngài nói trong quá khứ vị này cũng từng có cái tính khó giải cứng đầu như vậy. Rồi ngài mới đọc lên hai bài kệ thuyết pháp cho chư tỳ kheo. Akochimang Akochimang Akinimang Ahasibe Ye Chittang Upanti Quê răng tê sang nê sâm mát tích. Rồi một câu Đức Phật ngài thuyết tiếp. Akochimanga Chinimanga Hasibe Ye Chittang Lu Pa Đăng Hành Tích Quê răng tê sâm mát tích. Có nghĩa là nó mắng ta, đánh ta, thắng ta, cướp của ta, ai ôm niềm hận ấy, hận thù chúng không yên. Nó mắng ta, đánh ta, thắng ta, cướp của ta, ai không ôm niềm ấy, hận thù chúng lắng yên. Ở đây thưa quý vị, khi mà chuyển ra cái câu văn xuôi á, thì ở đây chúng ta phải hiểu là dê những người nào
Upani Hanti là cố chấp rằng mang akochi tích nó mắng ta, mang avati tích nó đánh ta, mang achidi tích nó thắng ta, me ahasi tích nó cướp lấy của ta, te sang vơ răng hận thù trong tâm của họ, nasmati không có nguôi ngoai được, không có lắng yên được. Ở đây khi mà nói đến bài kệ đó thì vì cái giới hạn trong thiên tự của kệ ngôn cho nên không có nói đủ. Thí dụ như chữ ý tí sau mỗi một câu mang apo chi tí, mang apo thi tí, mang achini tí, me ha si tí, chữ ý tí đó, đó là mỗi một cái tư tưởng, mỗi một cái điều cố chấp. Cho nên cái điều cố chấp này phải được đặt ở trong một kép. Và do đó nếu mà chuyển thành văn xuôi thì phải ghi vào đó. Còn ở trong bài kệ khi mà nói đến quê răng tê sang nét xa tí thì khi chuyển văn xuôi đó, thì chữ tê sang vì nó là sở hữu từ của quê răng cho nên phải đặt ở phía trước, thành ra tê sang quê răng. Đây là cái mà chúng ta chuyển. Những ai ấp ủ nội niềm nó đã chửi ta, cái chỗ này chúng tôi cũng dịch lại, bởi vì độc thoại người đó ôm ấp chứ không phải mẻ mét người khác. Thí dụ như vị tỳ kheo này đi đến mé với Đức Phật, các vị tỳ kheo khách tăng đã mắng con, đã chửi con, thì lúc đó mới mắng tôi chửi tôi được. Còn khi Đức Phật đem về kệ đó thì rõ ràng ở đây chúng ta phải dịch chữ măng, chữ mê phải dịch là ta, tức là nghĩ ở trong tâm rằng nó mắng ta, đánh ta, thắng ta, cướp của ta, thì như vậy nó ổn hơn. Thì niềm hận thù của họ không lắng yên được, thế còn chấp thủ như vậy không lắng yên được. Còn câu hai đó cũng vậy, dê băng aco chi tiết mang avati tí, mang achini tí, me ahasi tí, tăng nó upanay hành tí. Những ai mà không có ôm ấp tìm hận rằng nó đã mắng ta, nó đã đánh ta, nó đã thắng ta, nó đã lấy của ta, tê xúc quê răng của samati hận thù trong chúng sẽ tự nguôi. Nếu mà không có ôm ấp gì đó thì hận thù trong chúng sẽ được lắng yên. Thì chữ tê sang ở trong cái bài kệ thứ nhất và chữ tê xúc ở trong bài kệ thứ hai đó thì nó chỉ khác với nhau ở chỗ văn tự thôi, nhưng mà về ý nghĩa thì cũng giống.
Bởi vì giờ ở đây đó, trong cái bài kệ thứ ba là nói là Nasamati là không thể nguôi, là không nguôi. Do đó phải xài cái chữ Viram Te San Nasamati, thì như vậy nó mới đủ câu từ. Còn ở phía dưới, cái câu dưới, câu thứ tư, Đức Phật này dùng cái động từ Upasamati. Do đó cho nên không thể xài cái chữ quê răng tê xăng được. Nếu mà quê răng tê xăng Upasamati thì nó dư chữ. Do đó cho nên Đức Phật này dùng cái mạch văn là quê răng tê su Upasamati. Nên là cái mà dùng từ ở trong kệ ngôn thú vị, bởi vì Đức Phật Ngài mới, người ta gọi Đức Phật là bậc văn nghĩa cổ túc, văn nghĩa cổ túc sanh thăng sắc dây chân năng ribun năng, văn nghĩa cổ túc. Cái cách mà chúng ta sử dụng từ cũng không phải là cái chuyện đơn giản, thưa quý vị, phải biết cách chúng ta mới sử dụng được. Cho nên học trên tôn kinh Pháp Cú, chúng ta đưa vào là cái giáo trình học Pali, là vì chúng ta muốn các Phật tử chúng ta là quen với cái phương pháp Pali qua cái phần kệ. Thì bây giờ thưa quý vị, sau khi chúng ta đã biết cái ý nghĩa của hai bài kệ này qua phần xuôi và phần kệ như vậy rồi, thì đến cái phần mà chúng ta phải tìm hiểu cái ý nghĩa gọi là lý giải. Ở đây, trong cuộc sống của chúng ta, dù khi ghi tư tưởng, suy nghĩ, mà suy nghĩ tiêu cực, thì nó mới sinh ra lớn chuyện. Suy nghĩ tiêu cực như thế nào? Lúc nào ở trong cái đầu của mình cũng suy nghĩ mình bị xúc phạm. Người ta lỡ nói một vài lời nó trái tai mình chút xíu. Nếu một người nào họ chắc, họ nghĩ rằng nó mắng tôi, nó mắng ta, thì như vậy là bắt đầu lớn chuyện. Người ta đi ngang, người ta lỡ cọ quẹt mình chút, nhưng mình lại cố chấp và nghĩ rằng nếu đánh tôi, nếu đánh ta, nếu là chúng ta có cái sự cố chấp. Còn nhiều cái chuyện khác nữa, ví dụ như người ta hơn mình, mình có cái sự cố chấp, mình nghĩ là nó thắng ta, hay là người ta lấy đi cái gì của mình một chút, lại cố chấp nghĩ rằng nó cướp của ta, vâng vâng. Thì cái câu chuyện về tiền xe tế xá thì chỉ có mỗi một cái niềm hiềm hận, tức là nó chửi ta vậy thôi. Nhưng mà trong cái dịp này Đức Phật Ngài thuyết luôn ba, mà chẳng những là ba, mà chẳng những là bốn,
điều mà tất cả những điều khác cũng vậy. Khi mà chúng ta có cái sự suy nghĩ thì cái đó được gọi là một cái tư tưởng tiêu cực. Và khi mà chúng ta suy nghĩ tiêu cực như vậy đó, ôm ấp như vậy, thì ở trong thâm tâm của mình là hận thù không thể nguôi ngoai được. Còn khi mà chúng ta có cái tư tưởng suy nghĩ tích cực, người ta nói một lời hơi nặng, mình bỏ qua, mình không nghĩ rằng là nó mắng ta, vâng vâng, thì như vậy những việc nó sẽ êm, nó sẽ êm. Cái sự hận thù, cái sự quan trái, cái sự xung đột nó không có khởi lên. Vì vậy trong cuộc sống của chúng ta, nhất là người Phật tử chúng ta tu tập, chúng ta dẹp bớt đi những cái nguyên nhân mà nó đưa đến sự thù hận. Bởi chính do cái sự thù hận đó, nó làm cho cái tâm mình nặng nề, làm cho tâm mình khổ đau. Khi mà khởi lên cái sự thù hận, quan trái với người khác, thì trước hết là mình đau khổ. Bởi vì tại sao? Khi mà mình bị ám ảnh cái nỗi thù hận, sân giận, thì đó là cái tâm sân. Và tâm sân chi phối một người sẽ khiến cho người đó sống trong cái sự khổ tâm. Khi mà chúng ta thấy rõ được điều đó, thì chúng ta sẽ bỏ đi những cái tư tưởng tiêu cực, chúng ta chỉ có những cái tư tưởng tích cực thôi. Những cái tư tưởng tích cực ở đây là gì? Cũng nói thêm rằng là chúng ta có nhiều cách để chúng ta suy nghĩ đem lại cho chúng ta một cái tư tưởng tích cực. Nếu mà người Phật tử chúng ta tôn trọng, chúng ta giữ được cái tâm xả, khi mà chúng ta không có cái sự cố chấp, thấy được cái sự phiền toái khi mà mình chấp thủ như vậy, thì mình bỏ được. Thấy được cái sự lợi ích của cái sự vô sân, vô hận, thì chúng ta sẽ bỏ được cái sự hận thù. Cái này nó cũng không phải là chuyện dễ, thưa quý vị. Cái tâm phàm phu của chúng ta, vì đã được tiêm nhiễm với cái tâm sân nó quen rồi, từ trong thời quá khứ, nhất là những thân mình và những chúng sinh đó trong đường quá khứ đã từng có sự quan trái, thì bây giờ gặp nhau rồi khởi lên cái sự hiềm khích, có một chút gì nó trái ý nghịch lòng là mình cũng khởi lên cái sự thù hận được. Đó là cái sự quan trái từ đường quá khứ. Với hơn nữa, người nào mình hận về cái tướng sân, gọi là đô sát cha đế tát,
nặng ngoài tánh sân. Thì người đó hãy có một chút bất bình, một chút phiền phức đời do người khác đem đến, thì tự nhiên tâm sân của họ, tâm tiền miên, sân tiền miên, phẫn nộ tiền miên, và Patika Nusya nó sẽ khởi lên. Nghi gớm đó thưa quý vị, chúng ta đừng có nghĩ rằng chúng ta phải tu tập cao xa như thế nào, hay chúng ta phải thành nhà triết gia hay là nhà tư tưởng. Chúng ta nên biết rằng là đạo Phật là đạo thực tiễn. Pháp của Đức Thế Tôn Ngài đã dạy là pháp thiết thực hiện tại. Và khi mà chúng ta sống trong cuộc sống này, chúng ta khổ do cái gì, thì chúng ta phải ghi nhận cái đó. Và chính những cái câu kinh pháp cú này là Đức Phật đã dạy cho chúng ta cách dàn xếp cái nội tâm để chúng ta sống được an lạc. Và cái cách mà chúng ta tu tập dàn xếp nội tâm để cho có sự an lạc, nó sẽ có lợi ích nhiều cho chúng ta lắm. Bởi vì thân này bị suy già, vốn lỗ bệnh tật mỏng manh, thân này rồi sẽ phải ngã đổ, đống hôi thú đổ vỡ, bị chết chấm dứt mạng sống. Không bao lâu thân này sẽ nằm dài trên đất, bị vứt bỏ vô thức, vô bột vô dụng. Thế nào rồi mình cũng phải bị già, bị bệnh, bị chết. Cho nên những cái phiền toái ở trong đời do những cái tư tưởng tiêu cực mà khởi lên, có sự cố chấp vân vân, để đem đến sự đau khổ, thì chúng ta ai dẹp được cái tư tưởng đó để có cái đời sống được an lạc, hận thù nguôi ngoai được, lắng yên được, thì tốt, mình mừng cho người đó. Thật sự bây giờ thì chúng ta không dám nói là ai giỏi hơn ai, ngay cả bản thân chúng tôi cũng không dám nói rằng là chúng tôi giỏi, hay là Hòa Thượng Giác Đẳng cũng không dám nói rằng bản thân mình giỏi. Có gì thưa quý vị, nhưng mà mỗi người nó có cái phiền toái ở trong lòng, cái kiểu cách khác nhau, do chúng ta chấp thủ nhiều hay là ít, cố chấp nhiều hay cố chấp ít, ít cố chấp hoặc nhiều cố chấp. Chỉ có điều là mỗi một người chúng ta phải tự ý thức, để mà chúng ta không có đem đến cái sự phiền lụy cho mình. Cuộc sống này nó đã quá nhiều cái sự phiền lụy. Chúng ta phiền lụy vì thời tiết. Lúc bây giờ trong cái thời kỳ này, cái thời tiết nó bắt đầu nó biến đổi, khí hậu biến đổi, có chỗ nóng quá, có chỗ lạnh quá. Mùa xuân thì không có ấm, mùa thu không có mát, ngày xưa đó chúng ta sống ở trong cái quả này, sống ở trong cái bầu không khí này, bốn mùa xuân hạ thu đông, xuân ôn hạ nhiệt, thu lương đông hàn. Chúng tôi biết rõ như vậy cho nên cái tâm nó cũng dễ chịu. Vì hãy lúc nào thấy nóng là biến mùa hè, và
thấy mát mẻ là biết qua mùa thu, mà thấy lạnh lẽo là biết qua mùa đông. Rồi hết qua mùa đông đó, hết mùa đông rồi qua mùa xuân thì nắng ấm áp, nhưng rất là dễ chịu. Chúng ta đã bị cái khổ, bị phiền toái do cái thời tiết. Rồi là thêm cái nữa thưa quý vị, vào cái thời buổi bây giờ đó, chúng ta phải đối đầu với dịch bệnh tràn lan. Lúc nào trong cái cơ thể này chúng ta cũng cảm thấy khó chịu. Chúng tôi đã sống trong những ngày hậu Covid thưa quý vị. Bây giờ cái sức khỏe nó bắt đầu kém dần, và cảm thấy mệt mỏi. Khỏe được ngày nào thì hai ngày đó thôi. Cho nên cái sự khổ do dịch bệnh, chúng ta cũng biết rằng là nó đã phiền toái rồi. Còn về cái vấn đề mà vật thực, không có vật thực ăn cũng là khổ, mà có mà ăn không được, bởi vì nó mất cái vị giác, cái khứu giác, không thưởng thức được mùi vị của vật thực, thì làm sao ăn được ngon, ăn được no. Cho nên đó cũng là cái khổ. Vâng vâng. Những cái khổ như vậy đó, nó cũng quá đủ làm cho chúng ta cảm thấy mệt mỏi, ngao ngán cái cuộc sống. Thế thì chúng ta để cho dấy khởi cái hận thù ở trong tâm là cái gì? Ở bên ngoài, cái khổ bên ngoài tức là thời tiết hay là dịch bệnh, hoặc là no đói, đói khát. Còn bên trong mà nếu mà chúng ta để cho cái tâm phiền toái vô ôm ấp hận thù nữa thì chúng ta sống không bằng chết. Do vậy chúng ta phải học ở chỗ này, là đừng bao giờ chúng ta có cái sự chấp thủ ôm ấp. Nếu mà chúng ta cứ chấp thủ ôm ấp, nó mắng ta, đánh ta, thắng ta, cướp của ta, mình cứ ôm ấp như vậy đó, thì trong tâm này hận thù không có lắng yên. Và sống trong cái sự hận thù là mình càng bị khổ. Khổ bên trong, khổ bên ngoài. Cho nên nếu mà đã khổ bên ngoài rồi đó, thì bây giờ chúng ta phải làm sao để cho nội tâm được mát mẻ, được yên vui, được hòa bình, bằng cách là chúng ta không có cố chấp những cái điều như là nó mắng ta, đánh ta, thắng ta, cướp của ta. Thì khi không ôm ấp như vậy thì hận thù trong tâm nó sẽ lắng yên. Đúng là ý nghĩa mà ở trong cái bài kệ số 3 ngày hôm nay, số 3, số 4 chúng ta học. Ở đây quý vị, nếu mà được thì Phật tử chúng ta sau khi học xong một bài kệ nào, chúng ta cứ thuộc lòng cái bài kệ đó. Cái điều cũng rất hay thưa quý vị. Chúng nhờ học nhiều bài kệ Pháp Cú, cho nên mỗi đêm tới bây giờ công phu chúng tôi ôm một phẩm, nhiều phẩm xuân đối thì 20 câu. 20 câu chúng tôi ôm xong hết là
trong suốt thời gian nửa giờ đồng hồ đó thì thiện nó mình khởi lên, nó không có buồn ngủ, không có phóng dật. Mà nếu có phóng dật thì mình sẽ kéo lại, bởi vì cố gắng mình nhớ những gì mình đã thuộc lòng. Cái đó cũng hay thứ gì, bởi vì tâm này nó khó dạy lắm. Khi mà chúng ta ngồi, chúng ta cố gắng niệm hơi thở ra, hơi thở vào, hơi thở dài, hơi thở ngắn. Nếu mà chúng ta không có thuần thục chánh niệm thì chúng ta thở một hồi thì chúng ta bị phóng dật, hoặc là chúng ta bị hôn trầm, bị buồn ngủ. Nhưng khi chúng ta ôn bài thì chúng ta ít có bị buồn ngủ, ít có bị phóng dật. Nhưng nó có một điều, khi mà họ thuộc lòng cái câu pháp cú đó, là chúng ta nhớ rõ ý nghĩa của câu pháp cú trong cái tiếng Pali. Khi chúng ta nhớ rõ ý nghĩa bằng tiếng Việt đó, chúng ta nhớ cái tiếng Pali thì chúng ta sẽ không quên. Và chúng ta ôm lại cái câu kệ đó, chúng ta hấp dẫn lắm thưa quý vị. Cho nên đây cũng là một cái pháp, một cái cách thức để mà chúng ta duy trì được cái tâm thiện. Đó là chúng ta học thuộc lòng Phật ngôn qua kinh Pháp Cú. Và chúng ta ôm mỗi ngày như vậy. Cô chi mang ngọc mang chi nê mang a ha si bê dê chê tăng úp ở đây hành tí nguyên răng tê sang nê sâm tí. Cô chi mang ngọc và chi mang a chi nê mang a ha si bê dê chê tăng đu và đánh hành tí nguyên răng tê sô và sâm tí. Chúng ta cứ ngồi như vậy, chúng ta cứ ôm nhắm như vậy, nó sẽ có lợi ích cho chúng ta lắm. Thay vì để cái tư tưởng chúng ta suy nghĩ đến người này xấu, người kia xấu, người này mắng ta như thế này, chửi ta thế kia, hay xúc phạm ta thế nọ, mình cứ suy nghĩ như vậy thì chúng ta nuôi dưỡng hận thù, làm cho tâm mình bị phiền toái. Bây giờ chúng ta cứ ngồi đó, chúng ta cứ nhẩm đọc Phật ngôn thì cái đó cũng hay, nó sẽ giúp cho chúng ta quên, chúng ta quên cái hận thù, quên cái sự oan trái, và chúng ta chỉ nhớ biết lời Đức Phật dạy. Và dần dần chúng ta sẽ sống ở trong cái cảnh mà được gọi là Arya Nang Gujare Rata, là chúng ta sẽ quan hỷ ở trong cái cảnh giới của Bậc Thánh. Chúng ta sẽ học tới cái câu đó. Thì ở đây thưa quý vị, chúng tôi chỉ xin có một vài điều chia sẻ với quý vị qua cái bài học ngày hôm nay. Và bây giờ thì xin kính thỉnh người thượng giác đẳng chia sẻ thêm về câu kinh Pháp Cú số 3 và số 4 này trong cái bài học này. Hôm nay thật sự chúng tôi cũng không có được khỏe lắm. Chúng tôi có cảm giác như là chúng tôi sắp bị nhiễm trở lại hay sao, không biết. Xin kính thỉnh Hòa Thượng. Sa thú ở kinh. Kinh Hòa Thượng. Dạ xin lỗi quý vị, có nghe chúng tôi nói được không? Dạ
Dạ, sa thú kính kiên Hòa Thượng Thời Siêu. Xin thỉnh sư huynh đi nghỉ. Và thưa quý vị, vì hiện tại không có chư Tôn Đức giảng sư ở trong room, do đó chúng tôi xin được tiếp theo lời của Hòa Thượng Thời Siêu để có một vài cái chia sẻ về ý nghĩa của hai câu kinh Pháp Cú hôm nay. Thưa quý vị, điều mà chúng ta được nghe Hòa Thượng Thời Siêu giảng qua hai bài kinh này, hai câu kệ Pháp Cú này đó, thật ra không phải khó hiểu về mặt nghĩa lý, nhưng mà lại là một điều rất là khó áp dụng ở trong sự thực hành. Cuộc sống thì luôn luôn có sự va chạm, va chạm giữa người này tới người khác. Và trong sự va chạm đó thì ai cũng đứng trên quan điểm chủ quan là tôi bị cái này, tôi được cái kia. Chúng ta thường sống rất chủ quan như vậy. Nhưng mà đặc biệt là khi chúng ta bị xúc phạm, bị tổn thương, và thông thường cái phản ứng của chúng ta là lên án, là phản ứng. Và trong cái cách phản ứng của chúng ta, mình nghĩ rằng mình làm như vậy đó, nó sẽ giảm đi cái cơn tức giận, nó sẽ cho chúng ta lấy được sự công bằng. Thí dụ như ai có đụng chạm đến mình hay chửi mình, và cái cách mà chúng ta phản ứng rất là bình thường là chúng ta chửi lại, ăn miếng trả miếng. Và trong cái cách phản ứng đó, chúng ta luôn tin rằng đó là cách tốt nhất để ứng xử ở trong những cái trường hợp như vậy. Hai câu Pháp Cú hôm nay cho chúng ta một cái góc nhìn khác. Một góc nhìn khác khi mà chúng ta gặp những trường hợp như vậy. Những trường hợp mà không ai có thể tránh được, từ lúc mà chúng ta bắt đầu có ý thức về cuộc sống hồi tấm bé cho đến già, cho đến chết. Cái góc nhìn đó là thay vì đặt vấn đề là người đó như thế nào, cái đối thủ của chúng ta như thế nào, kẻ thù của chúng ta như thế nào, thì chúng ta đặt lại là cái thái độ của chúng ta đó, nó có giúp cho tâm của chúng ta được nhẹ hơn, được an lạc hơn, ít phiền não hơn, ít khổ sở hơn không? Có lẽ chỉ có Đức Phật và các bậc hiền thánh, những bậc minh triết mới nhìn sự vật từ cái góc cạnh này. Lấy ví dụ là lâu lâu chúng ta gặp có những người mà cả cuộc đời của họ bị dày dò, bị khổ sở, khổ đau bởi vì từng có một cái quan trái trong quá khứ, từng có cái quá khứ quá, cái quán thù trong quá khứ. Ở đây nó không phải là chuyện đúng sai phải quấy, mà ở đây là với cái hận thù như vậy đó, thì tâm tư của chúng ta như thế nào? Chúng tôi kể quý vị nghe một cái kinh nghiệm này, là cái kinh nghiệm rất là riêng tư của chúng tôi gặp phải. Là làm trụ trì, chúng tôi sống trong chùa đó, không có ít lần mà chúng tôi gặp những người Phật tử, mà những người Phật tử này họ rất là cay đắng, rất là phiền muộn về một điều gì đó xảy ra, không có vui. Cách đây 5 năm, 7 năm mà do ông này bà kia làm. Và họ nghĩ rằng cái chuyện đó phải dành cho được cái sự công bằng, phải làm cho ra lý lẽ. Và ngay cả những cái đối tượng mà họ bực bội đó cũng đã chết đi rồi, không còn sống nữa. Và cái chuyện đó đã chìm vào trong quên lãng,
ở trong lòng mỗi người. Nhưng mà với người đó thì không khó, không chìm vào quên lãng được. Chỉ ở trong lòng người đó vẫn nghĩ, có thể nghĩ hàng ngày, nghĩ thường như vậy. Mà khi thấy những người này có cái thái độ như vậy, mình thấy rằng họ rất khổ sở. Tại vì sao? Tại vì họ nghĩ rằng họ đã từng bị xúc phạm, từng bị cảm thấy bị tổn thương. Và bây giờ đó, họ tiếp tục đau khổ với điều đó. Cô hỏi mà chúng ta đặt ra ở đây rằng đau khổ như vậy rồi được cái gì? Thật ra không được cái gì hết. Nếu mà chúng ta sống một cách rất là tỉnh táo thì chúng ta sẽ nhìn vấn đề từ một góc cạnh khác. Thay vì khi mà đương đầu với một cái hoàn cảnh như vậy, mình nghĩ quá nhiều về người đó, thì chúng ta hãy trở về để coi lại trung tâm của mình. Những cái thù hận, những quan trái đó, nó có lợi ích gì? Chúng ta đã nghe Đức Phật Ngài dạy trong rất là nhiều cái đoạn kinh, đặc biệt là trong Tăng Chi đó. Mình khổ sở, phiền não bởi vì mình nghĩ rằng người đó làm tổn thương cho mình, làm tổn thương cho người thân của mình và làm lợi cho kẻ thù của mình. Nhưng mà rồi khi mình nghĩ như vậy thì mình trằn trọc, khổ sở. Và một người mà sống có chánh niệm thì cần biết và cần đặt câu hỏi rằng mình suy nghĩ như vậy rồi mình đi, nó dẫn mình đi về đâu? Cách đây khoảng chừng gần 50 năm, khi chúng tôi mới vào chùa đó, thì chúng tôi có người đọc một quyển sách mà do sư trưởng đưa. Quyển sách đó là một quyển sách rất là đặc biệt, đánh máy với radio. Và chúng tôi cũng không biết là tại sao quyển sách quan trọng như vậy mà chưa bao giờ được in ra. Quyển sách này là một cái công trình nghiên cứu của bác sĩ Nguyễn Trạch Thiện. Bác sĩ Nguyễn Trạch Thiện là con của cụ Nguyễn Văn Hiểu, hay là gọi ông gốc Hiểu á. Thì bác sĩ Nguyễn Trạch Thiện là một người Phật tử, là một người theo học với Ngài Narada rất nhiều. Và Ngài Narada trong một chuyến thăm Việt Nam á, thì Ngài có yêu cầu bác sĩ Nguyễn Trạch Thiện trong cái tư cách là một bác sĩ y khoa thì tìm nghiên cứu, chúng tôi nói thời đó đó, để xem coi trong giới y khoa họ nói gì về cái tâm sân hận, về sự sân hận nó ảnh hưởng đến sức khỏe của mình. Và cái bản mà nghiên cứu của bác sĩ Nguyễn Trạch Thiện thì ở trong đó cho chúng ta thấy rất là nhiều những cái tai hại từ những cái độc tố, những cái áp huyết, những cái hại đối với bao tử, đối với tim, đối với bộ tiêu hóa, ngay cả đối với bài tiết của chúng ta do cái sự quan trái hận thù. Chúng tôi vẫn còn nhớ nhiều đoạn trong đó, nhưng mà phải nói rằng đó là một trong những điều rất tiếc là sau này thì chúng tôi không được thấy ai in và nhắc lại. Thì thứ việc đó là câu chuyện của nửa thế kỷ trước. Câu chuyện ngày hôm nay đó là người ta cho chúng ta biết rất nhiều về những trường hợp bị đâm, bị áp huyết, bị tai biến mạch máu não liên quan đến cái sự căng thẳng của đời sống tinh thần. Và rồi một ai mà đã có từng đi tham dự các khóa thiền, ai đã từng tu tập, thì người đó sẽ cảm nhận một điều rằng cái trạng thái thanh thản, không hận thù, sự từ mẫn, nó sẽ giúp cho chúng ta có được một cái niềm an lạc trong cuộc sống hiện tại. Và một khi mà chúng ta sống an lạc như vậy rồi, thì chúng ta không thấy có lý do gì nên giữ trong lòng những cái quan trái hận thù, cho dù cái chuyện lớn hay chuyện nhỏ, chuyện đã xảy ra hay là đang xảy ra, mình cảm thấy rằng mình bận tâm nó nhiều, nó khổ lòng, tự mình làm khổ mình thôi.
bởi vì trong không kinh Phố Quốc này chúng ta học là nó mắng tôi, đánh tôi, nó chửi tôi, cướp tôi, ai ôm hiềm hận ấy, hận thù không thể nguôi. Nó mắng tôi, cướp tôi, nó đánh tôi, chửi tôi, không ôm hiềm hận ấy, hận thù ác tự nguôi. Cái suy tư của chúng ta, cái sự nhai đi nhai lại của chúng ta, nó giống như dầu hay là xăng hay là củi đổ vào trong lửa. Và cái hận thù ở đây là ngọn lửa. Nếu chúng ta tiếp tục chúng ta châm vào đó hoài thì chúng ta tiếp tục khổ. Bởi vì sao thưa quý vị? Bởi vì chúng ta nuôi cái ngọn lửa sống. Người ta nói là có một nhân sĩ nói rằng trẻ không khóc dã man, mà già mà không cười là một điều bất hạnh. Nếu chúng ta không thể có được một nụ cười bởi vì trong lòng trướng động những năm tháng chồng chất bởi dĩ vãng đau thương, bởi những cái quan trái hiềm hận va chạm, mình chuyện đó có rất nhiều. Đặc biệt là trong cộng đồng người Việt của chúng ta, thưa quý vị, chúng tôi sống ở tại Houston đó. Có thời gian dài chúng tôi không có muốn xem báo chí của Việt Nam. Mà cho đến bây giờ thì mặc dù không xem báo chí, nhưng mà rồi qua mạng Internet, những cái gì mà email người ta gửi đến, nó chứa đầy những cái độc độc của đời sống. Và những người mà biết những email đó, đó thì cho chúng ta cảm nhận được cái đau, cho chúng ta cái khổ, cái quằn quại của những vị đó. Không có đau, không có khổ, không có quằn quại thì họ không biết những cái email mà đầy cái chất của hận thù như vậy. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta chỉ nhìn thấy một chiều thôi. Đó là nhìn thấy rất là chủ quan. Chúng ta chưa bao giờ có được cái giây phút để nhìn lại chính mình. Mình giận như vậy, mình hiềm hận như vậy, mình quan trái như vậy, mình nặng lòng như vậy, mình có hạnh phúc không? Tự hỏi chính mình có hạnh phúc hay không? Mà khi Đức Phật nói rằng ai ôm hiềm hận, niềm hận ấy, hận thù không thể vui, hay là không ôm niềm hận ấy thì hận thù ác tự nguôi. Ô thưa quý vị, chúng tôi có thấy sư Từ Tri có gửi là Thượng tọa Tư Quyền đã vào trong lớp học rồi. Xin hỏi Thượng tọa Tư Quyền, Thượng tọa có nghe được không? Nếu Thượng tọa Tư Quyền nghe được thì xin Thượng tọa Tư Quyền hoan hỷ trả lời cho một câu thảo luận. Một lần nữa xin được hỏi chuyện, Thượng tọa Tư Quyền nghe được không? Dạ, dường như Thượng tọa Tư Quyền không có mặt ở trước máy thưa quý vị. Chúng ta trở lại với câu chuyện này là ở trong Phật Pháp đó, tâm lý và thái độ tâm lý đó gọi là Yonisu Manasikara, gọi là khéo tác ý hay chánh tư niệm, hay là suy tư một cách thiện xảo, suy tư một cách lợi lạc. Cái chữ Yonisu Manasikara đó là một cái nhìn từ cái góc cạnh là không phải chỉ để tâm đến những chuyện bên ngoài, mà luôn luôn đặt lại vấn đề rõ ràng là nghĩ như vậy nó có lợi như thế nào, nó có hại như thế nào. Nếu mà chúng tôi nhắc quý vị, nếu mà Thượng tọa Tự Quyền có cho biết là Thượng tọa có mặt và sẵn sàng để thảo luận quý vị quan kiến cho chúng tôi biết nhé. Tại nãy giờ chúng tôi có tình mà Thượng tọa không có nghe. Đúng đầu tiên mà đề cập đến ý nghĩa này thì chúng ta phải nhận rằng không ai trong chúng ta, dù là một vị vua, một vị lãnh đạo đất nước, cho đến một cá nhân, mà không gặp phải những trường hợp va chạm với người này, đụng chạm với người kia. Và trong sự đụng chạm đó đó, thì
trong nhiều sự đụng chạm của cuộc sống đó, thì chúng ta phải có một cái ý thức rằng nếu chúng ta không khéo, nếu chúng ta không có nhìn sự việc một cách có hiểu biết thì chúng ta sẽ bị tổn thương rất nặng. Và sự tổn thương này nó chỉ có một phần là do ông A và B nào đó tạo cho chúng ta. Nhưng mà chúng ta là người Phật tử có đọc Phật, có đọc Phật dạy thì chúng ta sẽ hiểu rằng đa phần những cái vết thương, những cái vết hằn trong lòng là do cái thái độ thiếu sáng suốt, do chúng ta không có chịu nhìn sự việc cái khác đi. Điểm này thì là một điểm rất là khó, bởi vì thưa quý vị, chúng ta thường phản ứng hành xử theo cái thói quen mà chúng ta gọi là theo cái bản năng. Nhiều đời, nhiều kiếp, chúng ta vốn là vậy. Loài vật, thưa quý vị, mặc dù là loài u mê, có một ít loài vật nó có cái trí nhớ lâu, hận thù lâu, nhưng mà có lẽ là ở trong thế gian này ít có chúng sinh nào như loài người có những chuyện mình ghim trong lòng không phải là một ngày hai ngày mà năm năm bảy năm mười năm. Và nó cũng còn có một chuyện nữa, đó là cái quan trái, gọi là kiếp này qua kiếp sau. Ngày xưa khi mà chúng tôi vào trong chùa thì có cái chữ gọi là quan quan tương báo. Chúng ta không khéo chúng ta cũng quan trái nhiều đời. Dạ thấy thượng tọa Tự Quyền vào, không biết thượng tọa Tự Quyền có nghe được không? Nếu thượng tọa nghe được thì xin thỉnh thượng tọa khoan ký trả lời cho một câu thảo luận. Dạ. Thượng tọa Tự Quyền có nghe được không? Thượng tọa có thể lên tiếng được không? Quý vị khoan ký chờ chút nhé. Thượng tọa Tự Quyền có cầm mic nhưng mà nghe. Ồ dạ. Dạ. Giờ con nghe thỉnh thượng tọa hỏi vậy. Được rồi, dạ. Một cái hiềm hận nó kéo dài để chúng ta buông ra, để chúng ta nhả ra, để chúng ta có thể trả mình trở về với thanh thản. Thì chúng ta tương đối quan khỉ cho một vài cái đề nghị là làm cách nào để chúng ta có thể buông bỏ những hiềm hận đó. Xin kính thỉnh thượng tọa. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Khai. Giờ thưa đại chúng được nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn cô Quang Huy cùng đại chúng. Chúng con kính lễ đến Đức Phật, đến Giáo Pháp và chúng tăng, kính lễ đến Hòa Thượng Giác Đẳng, Thượng Tọa Minh Hạnh, Đệ Đức Tu Trì, Đệ Đức Từ Đức, Đức Sư Nguyên Thông cùng chư tăng đang hiện diện. Thân chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử. Dạ, quả thật thì nếu như nói chung trong một đời sống của tất cả chúng ta, để làm sao mà vượt qua được một cái sự hiềm hận, vượt qua được một cái sự cảm thấy đau khổ, cảm thấy bị xúc phạm, cảm thấy bị xem thường, nói chung tất cả những cái tinh thần nó chấp ngã đó, những cái tinh thần nó buồn phiền đó, nó đều do cái sự chấp ngã khởi lên. Cái điều này là chúng ta phải thiết lập một cái đời sống đơn giản nhất, nhỏ nhen nhất. Và chúng ta biết nó theo một cái tinh thần, chúng ta biết cái xin lỗi, mà xin lỗi thật lòng. Nó nghe thì nó đơn giản, nhưng thì sự thật chúng ta có dám xin lỗi không? Khi mình lớn hơn người ta mà mình phạm lỗi, mình có chấp nhận xin lỗi hay không? Mình sai, mình có chấp nhận mình sai? Thì từ cho nếu như mình biết chấp nhận cái sai đó để mình xin lỗi người ta, thì khi người
nội quý Phật tử còn nghe được không? Còn biết là trong lớp học không còn nghe được. Dạ, quý vị nghe chưa? Dạ, cảm ơn quý vị. Thì có thể nói rằng là làm thế nào để mà giảm thiểu đi cái sự hiềm hận ở trong lòng? Điều thứ nhất là chúng ta biết tha thứ cho người, và chúng ta biết tự mình nhận lỗi mình. Và một cái điều hiềm hận nữa để mà chúng ta xóa tan đi cái hiềm hận, khi như thế tâm chúng ta nó có một cái ít một chút xíu, ít còn cái vấn đề chấp ngã một chút xíu. Chứ còn thường thường mình tự cho mình là hay, tự cho mình là giỏi, tự cho mình là như thế này như thế kia, thì chúng ta khó bao giờ mà có thể xóa đi những cái hiềm hận. Và quả thật thì đứng trên cái nhìn, nếu như mà chúng ta họ nó mắng tôi, đánh giật, cướp giật của tôi, ôm ấp thì đau khổ sẽ không bao giờ nguôi, mà không ôm ấp thì đau khổ sẽ không nguôi. Nếu không ôm ấp thì đau khổ sẽ tự nguôi, mà ôm ấp thì không bao giờ nguôi. Thì ở đây nó có một cái nói lên một cách thẳng thắn rằng chúng ta đang chấp ngã đó. Mà có cần thiết phải oan trái không? Có cần thiết phải hiềm hận không? Gặp nhau kiếp này sợ muốn chết rồi, còn kiếp sau làm gì nữa? Bởi vì thường thường cái bậc hòa thượng là con có cứ vừa nói mà vừa thật mà vừa đúng lý Phật kinh văn như vậy. Nhiều khi quý vị hận, quý vị giận một người nào đó, là người bạn của chúng ta, lỡ là chồng hay là bạn bè gì đó, tất cả những điều đó đó chúng ta mang một cái mối mà u uất mà mãi mãi không bao giờ vơi. Nhưng chúng ta có biết rằng nếu chúng ta không biết tự vơi, thì chúng ta cho rằng chúng ta đời này kiếp này sẽ không bao giờ gặp họ, và mãi mãi không bao giờ gặp họ. Cái điều đó chúng ta có quyền quyết, nhưng nghiệp quả và nhân quả nó không có quyết cho chúng ta như vậy. Mà Phật thương phải xa ghét phải gần, càng giận càng hận càng ghét càng muốn xa, nó lại càng đến gần hơn nữa. Hết kiếp này cũng như kiếp sau tiếp tục vay trả thì lại trời. Nếu như chúng ta đã bị đau đớn rồi thì xem như là trả hết cho người. Thì tại sao mà không suy nghĩ như vậy? Thì nó đơn giản, đúng là một cái cách để xóa đi một cái niềm hiềm hận. Trả hết tất cả cho người rồi xong, chúng ta nhẹ nhàng, coi như là chúng ta forgot ở trong đầu, chúng ta không có họ nữa. Chứ còn dầu cho là tốt hay là xấu, tất cả cũng đều là một sự review, tự sự lặp lại hết trơn. Một sự lặp lại mà chắc chắn rằng chúng ta không bao giờ thoát khỏi. Đó là sự thật. Bởi vì cho nó qua đi, cho nó qua một cách vững chắc, một cách hoàn toàn. Còn ở đây là chúng ta cứ ngỡ là chúng ta quên người, nhưng điều mà cũng như cái câu mà chúng ta nghe Tịnh Công Sơn nói đó, tình ngỡ đã quên đi những người bỗng hiện về, người ngỡ quá xa xăm như người bỗng quanh đây, ôi trái tim phiền muộn đó. Với sự thật như vậy có chuyện gì đâu, chúng ta cho nhưng chúng ta đâu có quên. Chúng ta hận, chúng ta giận, chúng ta thương, chúng ta nhớ, chúng ta ghét gì, vân vân, thì tất cả nó đều là một hệ số của cái sự bắt cầu đau khổ. Mà nếu như chúng ta có một cái ý niệm một chút xíu chuyện khác, biết được, hiểu biết được bạn hiểu được một ít phần nào, mình thiết gì mình sống, tại sao mà mình phải nặng trĩu đôi lòng, ăn không ngon ngủ không yên, khi nhớ tới giận, khi nhớ tới phiền, khi nhớ tới khởi lên ưu phiền, khi nhớ tới cảm thấy thổn thức và đau đớn, thì tại sao chúng ta không buông xuống? Quả thật đây chính là tự mình biết thương mình, rồi rốt cuộc mình ôm ấp một mình chứ có chuyện gì đâu. Thì nếu chúng ta suy nghĩ kỹ một chút xíu thì chúng ta sẽ giảm thiểu liền. Cho nên sự thật kính thưa quý vị, chúng ta có giận ai thì chúng ta nên buông xuống đi, bỏ qua đi. Thương cũng phải bỏ mà ghét cũng phải bỏ thì chúng ta mới đỡ đau khổ. Chứ giữa cái ghét cái thương này, cái hận và cái giận này,
thì chắc chắn chúng ta sẽ đau khổ vô cùng. Cho nên cái đó nói cho nó bình thường thôi, chứ không nói là mình chỉ xin di lý bình thường, chứ không nói cái lý mà tu tập mà để mà chúng ta dùng cái như tâm định, hay chúng ta dùng cái từ tâm, hay chúng ta dùng cái thiền định để mà chúng ta không để tâm mà mình nó bị phóng dật. Thì cái điều đó nó là một cái hệ số căn bản rồi, mà nó hệ lý này chúng ta vững tiến, coi như là vững tay lái rồi, vững tay chèo giữa gió thác rền. Nhưng những người ta chưa hiểu, người ta chưa biết, thì chúng nên khuyên họ buông, đừng có khóc nữa, đừng có khổ nữa, khổ quá nhiều, đừng có buồn nữa, buồn quá nhiều, đừng có hận, quá nhiều hận rồi, đừng có giận nữa, quá nhiều giận rồi. Thì tuy là những cái lời nói nó mang tính nghe nó như có cái gì đó, nhưng điều quả thật nếu chúng ta suy nghĩ kỹ, nó là như thế đó. Ai trong cuộc đời này cũng có cái vui cái buồn, cái vừa lòng cái không vừa lòng, cái ghét, cái giận, cái hờn, cái oán trách, cái ghi, cái nhớ, cái thương, cái cảm. Nhưng để chúng ta bước đi làm sao mà nó nhẹ nhàng, để bước đi làm sao mà nó không có nặng trĩu, đó là phải nói rằng khả năng của mỗi người thôi. Đó là chúng ta có một cái sự trải nghiệm, chúng ta có một cái sự thực chứng, hay chúng ta có một cái sự bất ngã. Đó là một sự sáng suốt. Chứ còn nếu như không, quả thật thì khó có thể mà để mà là một người phàm phu mà chỉ một chiều á, thì người ta suy nghĩ trong cái giận, trong cái oán, trong cái trách, người ta làm sao để trả thù, để trả thù, để trả thù, hay làm sao để mong cho người đó phải đau khổ như chính mình đã đau khổ, mong cho người đó thất bại như mình đã đang thất bại, mang một cái niềm hận như vậy. Không cần thiết như vậy. Nó lại là một sự câu thúc, nó chồng chất, mệt mỏi. Một chuyện của mình chưa xong rồi canh cánh bên lòng chuyện của người chứ nữa, của người ta, mà tự nhiên nó đã đi qua cái quá khứ rồi. Nó đã đi qua rồi, nó thuộc về quá khứ rồi. Sống bao lâu mà hận thù quá trái mãi. Quả thật dù khi sống nay chết mai, thôi biết quý trọng cái sự sống này, mà biết vui để sống, quý để sống, quý trọng cái sự sống trong một sự yên bình, trong một cái tâm thư thái, trong một cái tâm không oán hờn, oán giận. Thì cái đó là tùy theo mọi người thôi. Nhưng đề nghị như vậy thì Bạch Hòa Thượng là con thấy rằng họ phải tự hiểu như vậy, mà mình phải nói cho họ nghe như vậy. Nếu như chúng ta hiểu được về cái lý thì đừng, nếu mà giận hận nữa thì tiếp tục. Đó là một lời cảnh cáo. Nếu như họ là người tin nhân tin quả, họ là người có cái niềm tin Phật Pháp, nếu như họ có một niềm tin Phật Pháp, họ sẽ nói như vậy, họ sẽ bỏ xuống. Họ sợ rồi, quá sợ rồi. Bây giờ không sợ nữa thì tiếp tục cứ đeo tiếp đi, không sao đâu. Cứ mới có một giỏ này, ngày mai 3-4 giỏ nữa, trong luân hồi nó càng nặng trĩu nữa. Dạ. Thì như vậy có nghĩa rằng nhiều khi tuy đơn giản như vậy nó mà có thể nó lại là hiệu quả. Cũng như bây giờ đó, quý vị biết có những cái điều mà mình ghét là mình gặp, mình sợ là nó tới. Tại sao như vậy? Nó bất tự nguyện mà. Cái gì đó, cái mình muốn thì không được, nhưng cái mình không muốn thì nó lại tới. Cái sự yên lành thì nó không được, mà cái sự lộn xộn, cái sự phiền phức thì nó lập tức nó xuất hiện. Cho nên rồi, nếu như mình ráng tu để cho mình cho nó đi qua, chứ bây giờ nếu như trường hợp mà cứ đối đầu, cứ cái gì mà cũng đối đầu, cái gì mà cũng ầm ầm đùng đùng hết, thì nó còn cái gì là một chút gì gọi là một cái yên ổn trong lòng mình nữa. Quả thật nó không phải là một chuyện bình thường đơn giản, nhưng chúng ta cũng phải cố gắng tập thôi. Có đôi khi câu hỏi á, câu hỏi chơi huynh đệ, hỏi vui hay là buồn, đang vui hay đang buồn, cái anh hỏi vui à, buồn, tu sao phải buồn, tu sao phải vui, thì
có nhiều vị họ, cô biết cô hỏi vừa chơi mà vừa tiếu tiếu, thì hỏi vui hay là buồn, thì các vị nói có lúc vui lúc buồn. Bây giờ thì tâm bình thường, không vui không buồn. Tuy con hỏi như vậy, đó cũng là để coi như tạo một không khí nó bình thường, nhưng ở đó cũng nói lên cái gì. Có nhiều vị nói thôi, mệt quá rồi, buồn quá, mệt quá, khủng khiếp quá, đừng hỏi nữa. Hỏi nó là càng mệt mỏi thêm. À thì mình nghĩ vậy là quá khổ rồi. Còn nhiều vị nói có gì đâu mà buồn, có gì đâu mà vui, tới tính. Những cái đó thì con chỉ hỏi như vậy, nhưng điều mà cũng là một cái sự trải nghiệm, một cái sự nhìn ngó ở cuộc đời, để tâm tư của người ta như thế nào. Tuy là những người huynh đệ tu tập thì cũng như thế, ở trong cuộc đời này nó vui nó buồn phải liên tục, thì nó thuận nó nghịch. Thì hôm nay mình gặp, chứ nếu mình ôm nguyên cái hận, ôm cái giận thì hơi bị mệt à. Cứ như liên khúc giận luôn, liên khúc hận luôn, hận mãi, giận mãi, có cần thiết phải đau khổ, phải mệt mỏi như vậy không? Thì Kính Bạch Hòa Thượng, đứng trên cái nhìn của chính con, thì chúng ta nên đó, nên đẩy và đánh cho họ tỉnh hơn. Và còn tất cả là đều phải do người đó phải có tin nhân quả, người đó phải có cái tin nhân quả để buông bỏ, để vượt qua được hay không, đó chính là cái phước duyên của mọi người. Dạ, con kính cung thỉnh Hòa Thượng quay trở lại nếu có đi dụng thuốc, từ kính cung thỉnh Hòa Thượng Nam Mô Bổn Sư. Sa thú chương trình tập chương trình. À, thưa quý vị, tại vì chúng tôi đang ở trước chùa đó, sáng nay có một công việc đó. Nếu mà có đường tọa Pháp Đăng và Pháp Tân vào, quý vị này cũng được chúng tôi hay. Sư Nguyên Thông ơi, Sư Nguyên Thông có ở trước máy và có nghe được không? Nếu Sư Nguyên Thông nghe được, Sư Nguyên Thông quan hỷ trả lời cho câu thảo luận tiếp theo. Còn một lần nữa xin được hỏi Sư Nguyên Thông có nghe được không? Dạ, chắc xin không nghe được. Quý vị, chúng tôi xin được tiếp lời của Thượng Tọa Từ Quyền để có một vài cái suy tư. Có những ngày chúng ta nên đặc biệt rất là lưu tâm đó. Là theo trong kinh sách ấy, thì một ở trong những người mà khiến cho chúng ta gặp trở ngại trong sự tu tập là chúng ta sống trong thời chiến tranh. Và thời chiến tranh, chiến tranh thì tạo nên những đau thương, đau thương cho bên này và bên kia, và đau thương tạo nên hận thù. Cho dù chúng ta là người trong cuộc, như là những người dư khu, hay là người ngoài cuộc, tức là như người Việt Nam, chúng ta sống ở tại Hoa Kỳ, ở Việt Nam hay những vùng đất khác, chúng ta phải rất là cẩn thận là mình sống trong thời kỳ chiến tranh á, cái tâm của chúng ta rất là dễ để rơi vào cái hận thù, dù chúng ta không phải là người trong cuộc. Và một điểm khác mà chúng ta cũng có để ý, nhưng mà lại là một cái hệ lụy rất lớn trong cuộc sống đó, đó là cái quan cái. Có nhiều khi mình nghĩ rằng những cái ghét, sự ghét bỏ nó không có hại gì cho chúng ta. Ví dụ như là chúng ta kỳ thị một người nào đó. Ví dụ bây giờ người Việt Nam của chúng ta là một nước nhỏ sống cùng người Trung Quốc. Khi mà người Trung Quốc có cái thái độ mà xâm lăng, lấn chiếm lãnh thổ lãnh hải Việt Nam thì chúng ta gặp người Trung Hoa chúng ta ghét, chúng ta thù. Những cái thù ghét đó, đó đối với nhiều người trong chúng ta nó là cái gì hợp lý, tự nhiên, thậm chí vô thưởng vô phạt, là mình là người Việt Nam, đất nước mình bị xâm lăng thì chúng ta
có cái thái độ quan trái hận thù là bình thường. Nhưng mà thưa quý vị, chúng ta phải rất cẩn thận, rất cẩn thận. Ngay cả những người tu tập theo tôn giáo này và tôn giáo kia, người theo tôn giáo này dắt tôn giáo khác, người theo tông phái này dắt tông phái khác, những cái sự ghét bỏ, cái thái độ thù địch đó, mà do cái tinh thần quốc gia, do cái tinh thần tôn giáo, do tinh thần chủng tộc, nhiều khi đó, nó cho chúng ta một sự trấn an là điều đó là điều tự nhiên, điều đó là hợp tình hợp lý, điều đó là nên có. Đức Phật Ngài khuyên chúng ta sống nên có cái tinh thần thực tiễn. Sự thực tiễn ở đây đó là đôi lúc mình phải tự phản tỉnh để trở về với nội tại và hỏi rằng những cái quan trái hận thù đó nó chi phối và ảnh hưởng chúng ta đến mức độ nào. Và chúng ta phải rất là cẩn thận, vì những cái hiềm hận quan trái có thể theo chúng ta từ đời sang đời khác. Ở trong kinh ghi rất nhiều câu chuyện, mà đặc biệt ở trong Trái Thánh Cá ghi về tiền thân của Đức Bồ Tát và Đề Bà Đạt Đa xuyên suốt qua một dòng sinh tử rất là dài. Mặc dù bản thân của Đề Bà Đạt Đa cũng có nhiều sự tu tập để sau này thành Phật Độc Giác, nhưng mà do một cái quan trái nhất thời, một lần thôi, mà nó đã kéo theo nhiều kiếp. Hay hoặc giả là chúng ta nghe câu chuyện của hai người vợ có chung chồng, nhưng mà vì cái chuyện mà đố kỵ lẫn nhau, mà người này khiến cho người kia sảy thai 5 lần 7 lượt, và khi chết quan cái sau này sinh làm những con vật của quan cái với nhau, sinh làm dạ xoa của quan cái với nhau, và nhiều đời nhiều kiếp cho đến kiếp chót. Mà may là có Đức Phật Ngài ca thiệp rồi gỡ bỏ quan cái đó. Cuộc sống thì nó có nhiều cái bi kịch lắm, thưa quý vị, rất nhiều cái bi kịch, mà cái may mắn lớn nhất ở trong đời sống của chúng ta là gặp được pháp của Đức Phật và cho chúng ta nhìn lại sự việc ở một cách khác hơn. Thay vì chúng ta cứ nghĩ đến cái người đã làm khổ cho mình, người đã gây quan trái cho mình, thì chúng ta nhìn lại cái tâm thái của mình khi mình quan trái hận như thế nào. Thay vì nhìn vào cái chuyện mà hơn thua kiếp này, thì chúng ta nhìn một cái hệ lụy của quan cái trong cùng luân hồi. Thay vì nhìn vào cái chuyện mà hơn thua, thì chúng ta nhìn lại là những thứ đó nó ngăn ngại như thế nào với cuộc sống tinh thần. Thưa quý vị, Ngài Nagasena đó, mà chúng ta gọi là Ngài Na Tiên, Ngài có một vài cái thí dụ, mà những thí dụ đó chúng ta rất nên tâm niệm là đừng chờ tới khát nước mới đào giếng, đừng chờ cho đến khi giặc đến thì mới xây thành, tại lúc nó trễ rồi. Có rất nhiều trường hợp mà một người hỏi chúng tôi vị chứ, họ trải qua một cái khổ nạn vì ly dị vợ hoặc chồng, từ cái chỗ yêu thương bây giờ trở thành thù về cái, họ làm sao cho hết quan cái. Có nhiều người hỏi chúng tôi về chuyện đi làm ở trong sở, gặp một cái người đồng nghiệp hay là một người sếp mà nó rắc rối khó khăn thì làm sao hết quan cái. Thì thưa quý vị, chúng tôi biết rằng khó có thể có một câu trả lời nào mà xóa vơi đi được cái phiền muộn. Tại một khi mà chúng ta đã nhập cuộc, đã là một người trong cuộc, thì
cái chuyện mà tháo gỡ những cái nội kết rất khó vô cùng. Vì vậy, những lúc mà chúng ta sống bình thường, ví dụ như có được một giờ tụng kinh, có được một buổi sáng thức dậy thanh thản để nghe pháp, có một ngày sống gần với thiên nhiên, sống gần với an lạc, sống trong cái tâm thái an lạc, chúng ta tập ngồi một mình trong vài phút nghĩ đến câu Phật ngôn: hạnh phúc thay ta sống khân hận, không hận thù, giữ những người thù hận, giữ những người thù hận, ta sống không hận thù. Hạnh phúc thay ta sống không khổ đau, giữ những người đau khổ, giữ những người đau khổ, ta sống không khổ đau. Chúng ta phải cảm nhận một cách sâu sắc, một cách trọn vẹn về cái nội tâm thanh thản khi mà chúng ta không có quan kết hận thù. Hoặc giả là chúng ta nhìn những người khác, những người mà lúc nào cũng giận người này, phiền người kia, oan trái với người đó, những người sống luôn với cái tâm mà là một người khách quan, chúng ta thấy người đó không an lạc. Chúng tôi chưa thấy có một người nào mà sống hay có cái quan kết phiền não người mà người đã được an lạc hết. Và thật sự nói, những người đó rất là tội nghiệp, tại vì tự tạo cho mình một cái cảnh địa ngục, tự tạo cho mình một cái hoàn cảnh giống như ngồi trên ổ kiến lửa hay ngồi ở trên bàn trông, lúc nào cũng phiền hà, lúc nào cũng giận dữ. Thì trong Trung Bộ Kinh đó, có bài kinh Tứ Lược dạy chúng ta là khi chúng ta nhìn thấy những người như vậy, thì Ngài Mục Kiền Liên dạy chúng ta là mình nên tự nhủ rằng mình sẽ không như vậy. Hồi nãy chúng tôi có nói với quý vị là chúng tôi là vị trụ trì ở trong chùa đó, gặp rất nhiều trường hợp những người Phật tử, họ chỉ phiền não với nhau vì một lời nói, vì cái chuyện không đáng, nhưng mà nó trở thành một mối thù lớn. Mình can không nổi, nói cũng không nổi. Lúc mình đã phiền hà không nổi, mình không có nói lý lẽ gì hết. Thì chứ vì trong đời sống này đó, cái chuyện mà để tháo gỡ những cái hận thù đó, quý vị thấy không, là chiến xảy ra hơn một tháng qua, nó tộc Ukraine và dân tộc Ukraine và dân tộc Nga đó vào trong mối hận nhiều thế hệ. Người Nga đó họ chịu một cái nguồn máy tuyên truyền, và 70-80% người Nga họ tin rằng người Ukraine đó là người theo chủ nghĩa phát xít, là người có cái chủ trương diệt chủng. Diệt chủng ở đây tức là tiêu diệt người Nga ở tại Donbass, và họ ủng hộ cuộc chiến ở tại Ukraine hoàn toàn. Mặc dù điều đó là một cái nhìn hoàn toàn sai lạc, bị sự tuyên truyền, nhưng họ tin như vậy. Và không phải người Nga tin như vậy, nhưng mà trong cái thăm dò, phần đông người Việt Nam ở tại Việt Nam cũng tin như vậy. Tại vì cái nguồn máy tuyên truyền của người Nga Việt Nam cũng lớn, thưa quý vị. Mà dĩ nhiên là chế độ Cộng sản Việt Nam thì vẫn ủng hộ Nga, nhưng mà người ta vẫn tuyên truyền như vậy, người ta tin như vậy. Và người Ukraine ở trong cái cảnh mà bom đạn, khổ ải, chết chóc, chiến tranh, nó sẽ đi vào trong lòng của nhiều thế hệ cái sự căm ghét với người Nga, một quốc gia rất là to lớn, giàu có, mà luôn luôn dành từ phần đất nhỏ của các nước láng giềng, từ Chechnya cho đến Georgia cho đến Ukraine. Cũng giống như Trung Quốc, nước rất là lớn, nhưng mà lớn đồ này xâm lăng đồ kia vậy. Và chúng ta phải thấy rằng rất dễ dàng để chúng ta vươn vào trong cái thù hận. Đừng nói cho chúng ta là người Ukraine hay là người Georgia, chúng ta là một người Việt đứng ở ngoài cuộc, mà chúng ta bị ảnh hưởng tới chi? Rất dễ dàng lắm. Và rồi mình cứ tưởng tượng như vậy. Một cái trọng điểm của Phật Pháp á, là làm sao để tâm của chúng ta bớt phiền não. Mà điều đoan chắc rằng cái sự quan cái hận thù đó
Đó là một thứ phiền não thường xảy ra trong đời sống của chúng ta lắm. Chúng ta không khéo thì ăn không ngon, ngủ không yên. Không khéo thì khi chúng ta tụng cái hồi thiền thì chúng ta cũng được, nhưng chúng ta không được thanh thản. Và do vậy đừng chờ khát nước ở đầu giếng, đừng chờ giặc đến mới xây thành. Mỗi ngày nếu chúng ta có dược dịp, chúng ta nên ngồi lại tu tập tâm từ, tu tập tâm bi, tu tập tâm hỷ, tu tập tâm xả. Tu tập tâm từ là trong một cái trạng thái rất là an lạc, chúng ta hãy mong những điều tốt đẹp nhất cho muôn loài chúng sanh. Dù đó là con chó ở trong nhà, dù đó là những người bạn đồng nghiệp ở sở, dù đó là các lời phi nhân khuất mặt mà chúng ta không thấy, hay là những người xa xôi ở cảnh giới nào đó. Khi mà nghĩ đến những người Ukraine, nghĩ đến những người Nga, thì chúng ta đừng có thái độ là thù người này ghét người kia, mà mong cho tất cả chúng sanh đều dứt bỏ mọi quan kết, mong cho tất cả chúng sanh đều được an lạc. Đó là tâm từ. Và rồi một điểm khác mà cũng giúp cho chúng ta bớt được cái quan cái hận thù, đó là cái tâm bi. Tâm bi là sự cảm thông trước nỗi khổ của người khác. Khi mình mong cho người khác thoát khổ thì nó có một cái lợi rất lớn trong đời sống, là chúng ta giảm bớt được cái sự tàn nhẫn, giảm bớt sự ác tâm của mình. Con người mà sống đó, cái sự tàn nhẫn nó dẫn chúng ta đến nhiều cái khổ ải lắm thưa quý vị. Ngày hôm nay mà nếu quý Phật tử xem những cái YouTube hay là xem những cuốn phim tài liệu hay là chương trình cuối tuần đó, thì người ta có rất nhiều cái chương trình giải trí ngoài cái chuyện mà thể thao, hay là ở bên Mỹ thì có những cái sinh hoạt nhà thờ, thì người ta thường có những cái sinh hoạt như là đi săn, đặc biệt là câu cá. Nếu chúng nhìn thoáng ở bên ngoài đó thì cái chuyện câu cá nó không có gì hết, nhưng mà chúng ta đâu có bao giờ chúng ta nghĩ rằng con cá mà nó mắc câu nó đau như thế nào. Kể cả ở Mỹ có nhiều khi người ta nói đến tinh thần nhân đạo, có những nơi mà người ta câu cá lên rồi họ gỡ ra rồi họ thả xuống, nhưng mà họ vui. Mà chúng ta đâu có gì nghĩ con cá nó đứng câu nó đau cỡ nào, mình thấy cái đó mình vui đó, nhưng mà thật ra nó gây bao nhiêu cái hệ lụy, bao nhiêu khổ cho chúng sanh khác. Và thưa quý vị, thì rồi á là lần đầu tiên mà trong cái cuộc trao giải Oscar ở tại Mỹ có một chuyện là một tài tử mà sau đó nhận giải Oscar đã lên trên khán đài đánh thẳng vào mặt người điều khiển chương trình, tại vì người đó đã kể chuyện vui, nhưng mà đem cái người vợ của vị tài tử đó ra để làm cái chuyện khôi hài. Nhưng mà cái chuyện khôi hài đó đó không biết nó vui được một mức độ nào, nhưng mà nó lại xoáy vào cái nỗi đau của người khác, tại vì vợ của vị tài tử đó bị một chứng bệnh mà rụng tóc do nó đầu độc. Thì chúng ta chạy với cái cách của người Việt của chúng ta, đó là dù trong đời sống bình thường hay là ở trong cái chuyện mà diễn kịch, thì chúng ta hay đem cái chuyện mà một người cà lắm, một người nói ngọng, một người súc môi lên, người què quạt lên để chúng ta diễn cợt và chúng ta thấy là vui. Có bao giờ chúng ta nghĩ một điều không, là nếu chúng ta sinh ra đời mà chúng ta bị nói ngọng, hay chúng ta bị cà lâm, hay hoặc chúng ta bị sức môi, mà đi đâu gặp người ta đem cái chuyện đó để làm cái trò cười, thì chúng ta có vui không? Chắc chắn là cũng vui. Cà lâm là một cái tật, bị sức môi là cái tật, nói ngọng là cái tật, đâu có ai muốn như vậy. Nhưng mà tại sao phải lấy chuyện đó là vui? Vui cái gì?
Và những lúc chúng ta vui như vậy, chúng ta có nghĩ đến cái đau của người khác không? Chúng ta không nghĩ. Dĩ nhiên đây là vấn đề của văn hóa. Nhưng mà thưa quý vị, chúng ta cần tu tập tâm bi là để đặt mình vào trong hoàn cảnh người khác, thấy cái khổ của người khác và mong cho chúng ta hết khổ. Chúng ta thật tình không muốn ai khổ hết. Nếu chúng ta biết nỗi khổ nó khó chịu đến phần nào nhường nào, kỹ sở bất dục vật thi ư nhân, mình có tu tập tâm bi, tức là mình có huân tập cái sự cảm thông của người khác đó, thì chúng ta bớt đi thái độ tàn nhẫn, bớt đi sự tàn nhẫn, bớt đi hận thù. Nếu mình ăn một món rất ngon mà cái món đó đó ăn một cách tàn nhẫn, nó hành hạ là khổ chúng sinh khác, thì chúng ta đánh mất đi cái chất liệu của tâm bi. Và cái sự tàn nhẫn đó nó sẽ khiến chúng ta đi đến những cái hận thù, đi đến thái độ rất là tàn nhẫn. Chính thưa quý vị, là như ông Putin, ông đã khởi binh đánh chết Nga, đánh giọt Nga, và bây giờ đánh Ukraine. Ông nghĩ rằng ông đang xây dựng lại cái đế chế Nga, nhưng ông có bao giờ nghĩ đến cái đau khổ của những người ở trong những xứ bị xâm lăng, và ngay cả những người lính Nga đang chết mỗi ngày ở ngoài chiến trận? Chúng ta có nghe câu nói là nhất tướng công thành vạn quốc phu. Và chúng ta cũng phải coi chừng bản thân của chúng ta cũng vậy. Bản thân của chúng ta, khi mà mình nói người khác là ác, người khác là phát xít, người khác độc tài, nhưng mà chính chúng ta cũng có những cái ác như vậy. Chính chúng ta, nếu chuyện của người khác mình dễ nói lắm, nhưng mà chuyện của mình thấy bình thường. Chúng tôi lấy ví dụ là ở Sài Gòn quý vị có một cái khu, có một cái vùng mà ngày xưa ở gần đường Di Đồng đó, bây giờ chúng tôi không biết tên gì, nhưng mà có cầu Trương Minh Giảng đó. Thì cái vùng đó là cái vùng của người Miên, họ nơi ở rất nhiều và có chùa Chanh Trang Xanh, và người Việt Nam của chúng ta đặt tên là Trương Minh Giảng. Trương Minh Giảng mà đối với người Miên đó giống như là Tô Định đối với người Việt Nam vậy đó. Ngày xưa Trương Minh Giảng là vị tướng mà sang Campuchia gây rất nhiều cái oan nghiệt cho người Campuchia. Nhưng mà chúng ta đặt như vậy, chúng ta hãnh diện, có bao giờ chúng ta nghĩ đến cái nỗi đau của người Miên đó? Và chúng ta chỉ nghĩ mở mang tổ quốc thôi. Chúng ta nghĩ cái chuyện mở mang tổ quốc đối với người Miên như thế nào, thì người Trung Hoa họ đối với người Việt Nam như vậy. Họ đâm chết ngư dân ở trên biển, họ đem quân tràn sang để đánh chúng ta. Thì thứ gì chúng ta không có nghĩ chuyện đó. Hoàn toàn không. Hoàn toàn không. Bởi vì ở trong cuộc đời này đó, nói cho cùng là do cái quyền lợi hết, và do cái tinh thần vị kỷ mà ra. Tại ra nếu chúng ta có được cái tâm bi đó, và tu tập được tâm bi, biết đau trước nỗi khổ của chúng sanh khác, biết xót trước cái khổ ải chúng sanh khác, thì chúng ta sẽ có một cái lợi lạc là trong vùng luân hồi chúng ta bớt tạo ác nghiệp. Chúng ta không có tu tập tâm bi mà chúng ta ở vào cái địa vị của quyền hành, có điều kiện như Putin, thì có khi chúng ta tàn nhẫn hơn Putin nữa. Đánh được thì đánh, cướp được thì cướp, giếm được thì giếm, ai chết bằng ai, chúng ta không nghĩ chừng cả. Và chúng ta cũng nên thường tu tập tâm hỷ. Bởi vì thứ gì, con người mà không có tâm tùy hỷ đó, thì thật sự cái lòng ganh tị rất lớn. Mà do cái sự ganh tị đó, người ta có thể làm những chuyện mà không tưởng tượng được. Chúng ta thấy có những người khi mà cái tâm ganh tị khởi lên, họ nói những cái chuyện mà bất kể,
bất kể chuyện đúng sai phải quấy. Khi tâm kinh thì khởi lên, họ nói những cái chuyện mà mình không bao giờ tưởng tượng được là một con người có hiểu biết mà nói như vậy. Nhưng mà tất cả do cái tâm kinh trị. Thành ra khi mà chúng ta thường tu tập tâm hỷ, là ai được hạnh phúc xin hạnh phúc nhiều hơn. Ai thành công xin thành công nhiều hơn. Ai hưởng phước nhiều hơn. Thì ít nhất chúng ta giảm bớt phần nào tâm kinh trị. Và chúng ta có một điều khác rất là quan trọng nữa, đó là tu tập tâm xã. Đó là chúng ta thấy cái nhân quả ở trong cuộc sống. Chúng ta phải nhìn cái điều này là mỗi chúng ta là kẻ thừa tự nghiệp. Và do vì cái vui, cái khổ chúng ta trong hiện tại đó, nó liên quan đến nghiệp quá khứ. Và đừng đem tất cả sự trách móc oan trái trút vào cái đối tượng mà mình nghĩ rằng người đã làm khổ cho mình. Chúng ta rất dễ dàng để đuôi oan trái khi người khác còn xúc phạm được. Nhưng mà có bao giờ chúng ta nghĩ rằng thấy vì thực sự nó chỉ là một cái sự thể hiện của cái quả nghiệp mà chúng ta đã tạo do nghiệp quá khứ, xa xưa. Chúng ta không thấy được chuyện đó. Một cái rất là đẹp khi mà chúng ta đọc kinh nhiều, đặc biệt là chúng sinh truyện, thưa quý vị, chúng ta thấy rằng những cái thăng trầm thuận nghịch vui khổ trong đời sống phần lớn nó bị chi phối bởi nghiệp quá khứ. Và chúng ta càng sống với lý nhân quả, với nghiệp đó, mỗi chúng sanh có nghiệp riêng thì tâm của chúng ta sẽ thanh thản hơn, bớt đi những hận thù. Giống cách khác là với sự tu tập tứ vô lượng tâm đó, sẽ khiến cho chúng ta bớt đi cái nội kết, bớt đi quan cái. Và mình đừng nghĩ rằng mình bớt đi quan cái là mình thiệt thòi, không có đâu. Khi mà mình bớt đi cái quan cái hận thù, tâm mình nó thanh thản hơn, nhẹ nhàng hơn, an lạc hơn. Và đó là cái tinh thần của người con của Phật. Trong bài kinh thí dụ, ví dụ cái cưa, Đức Phật này có dạy chúng ta rằng nếu một vị tỳ kheo mà người khác họ làm tổn thương mình, họ dùng cưa họ cắt đứt tứ chi mình mà khởi cái tâm quan cái hận thù, thì người đó chưa thực sự là thực hành lời dạy của Đức Phật. Tại vì Đức Phật ngày khuyên chúng ta là buông ra, nhả ra và trở về nhìn lại với cái bản tâm của mình, nhìn lại cái nội tại của mình, thử coi cái hận thù đó, quan trái đó, nó được gì cho mình, nó làm cho mình vui hơn hay buồn hơn, nó làm cho mình nặng nề hơn hay nhẹ nhàng hơn. Thì một là nhìn vào nội tại, hai là chúng ta tự đặt câu hỏi rằng những cái hận thù quan trái nó chúng ta điều gì ngoài cái sự cay đắng. Thì khi chúng ta thường tâm niệm như vậy thì gặp nghịch cảnh, gặp những cái sự quan kết thì dù sao chúng ta. Và mong rằng khi mà chúng ta nghĩ về Đức Phật, lời dạy của Đức Phật, mà nghĩ rằng mình là người đi theo Đức Phật đó, thì chúng ta sẽ có cái chủ trương đó là tu tập tâm từ bi hỷ xả, hơn là tự mình có những cái quan kết, có những cái hận thù với người này người kia, với nhóm này nhóm kia, với chúng sanh này chúng sanh khác, cho dù ở thời nào, ở hoàn cảnh nào. Chú ý vì đó là vài điều mà chúng tôi muốn chia sẻ cùng quý vị trong cái bài nói chuyện của Hòa Thượng Từ Siêu. Rất tiếc là tòa Từ Quyền hôm nay thì tôi cố gắng để vào giúp, nhưng mà rồi vì chúng ta kỹ thuật có chúng tôi không về được, chúng tôi không có trở lại được. Xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Trung Phật Pháp Bố Thí Tâm Ma. Ngày mai này thưa quý vị, chúng ta sẽ có giáo trình tương ứng bộ và vị giảng sư là Thượng Tọa Pháp Tân. Kính đại lễ Chư Tôn Đức xin chào tạm biệt quý Phật tử, chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Sa thú lành thai, con tu nữ Như Pháp cùng với đại chúng đông đúc thành kính đảnh lễ tri ân Hòa Thượng Giác Đẳng đã từ bi đúc kết học ngày hôm nay. Dạ, Như Pháp kính cảm ơn đạo tràng, kính tri ân sư đã cho con biết được tín hiệu.
Con, Tu Nữ Như Pháp, xin thay mặt đại chúng đông đông, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy những giáo nghĩa vi diệu của Đức Phật, để toàn thể chúng con được lắng nghe, ghi nhớ, hành trì trong tâm trị, không làm các ác nghiệp, hương tu các lành, thanh tịnh hóa tâm ý, như lời chư Phật dạy. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý ớt đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức và quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chính pháp nhiệm màu của Đức Thế Tôn. Để kết thúc chương trình, xin ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha, con thành kính đảnh lễ tri ân quý ngài. Như pháp kính cảm ơn đạo tràng đã cho Như pháp biết được tín hiệu.